Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7. Theo yêu cầu của một số bạn thì hôm nay chúng ta sẽ giải sách 720 câu trắc nghiệm tiếng Anh lớp 7. Hôm nay chúng ta sẽ làm Unit 1. Unit 1, bài số 1 là Back to School, rất là dễ. Rồi, chúng ta cùng làm hết nè. Câu số 1, let's go out for a drink, I'm very... câu số 1 chúng ta phải chọn từ nào? Câu số 1 chúng ta phải chọn từ gì? Muốn tôi chúng ta hãy đi ra ngoài để uống, vậy là khát thì mới uống, chúng ta sẽ chọn câu C. Câu số 2 chắc chắn là how far is it from your house to market ha? Hỏi bao xa thì là câu how far is it là hỏi bao xa. Và chúng ta sẽ trả lời là is about cộng với khoảng cách nhé. Ví dụ như nhà bạn tới trường bao xa, chúng ta sẽ bảo là how far is it from your house to school? Nó khoảng một cây số, chúng ta sẽ bảo là it's about 1 km. Đó. Câu số 3, Lan is a new student in our Lan là học sinh mới trong trong gì của chúng ta, trong lớp của chúng ta. Đó. Bây giờ lớp 7B, vậy chúng ta sẽ chọn lớp nhé. Câu số 4, Are you a new? Bạn là học sinh mới phải không? Đúng rồi, tôi học lớp 7A. Vậy thì câu này chúng ta sẽ chọn câu D này. Rồi, Nga sống ở đường Trần Hưng Đạo ha. Với gì của cô ấy? Ở đây chúng ta sẽ sửa quick. Câu số 6 là gì? Ngôi trường mới của bạn khác trường cũ như thế nào? Khác như thế nào? Các bạn nhớ xài how. Câu số 7, trường của Hoa thì to hơn trường của tôi. Bây giờ so sánh hơn của tính từ ngắn. Big là tính từ ngắn mà đây so sánh hơn thì là big cộng với er đằng sau mà cái từ big này phải gấp đôi chữ g thành bigger này. Câu số 8, where do you live? Bạn sống ở đâu? I live on Lê Lợi gì? Lê Lợi Street thôi, ok. Rồi, câu số 9, Hoa thì như thế nào? Bởi vì cô ta nhớ nhà, nhớ bố mẹ rất nhiều, vậy là Hoa không có vui. Không có vui tức là buồn là câu câu D nha. What is your gì? Family name. What is your family name? Tên họ của bạn là gì? Is Nguyễn. Rồi, điền một giới tử thích hợp vào chỗ trống này. Chúng ta cùng làm nhá. I usually go to school đi bằng xe gì đó, đi bằng xe gì đó, phương tiện gì đó, các bạn nhớ xài bike và chỉ có cái từ on foot là chúng ta không xài bike thôi. Rồi, bố mẹ của tôi sống ở Hà Nội, ở một thành phố nào đó, chúng ta xài in. Which class are you in? Bạn học lớp mấy? How far is it? Nhớ rồi, how far is it from the school to the bus stop? My teacher live. Rồi, đường Trần Hưng Đạo bây giờ không có số nhà chúng ta xài on mà có số nhà chúng ta xài at nhá. Trường thì khác, different thì luôn đi với from này. Where is Peter from? Peter đến từ đâu? England. Who do you live with? Bạn sống với ai? Sống với chúng ta xài with. Rồi, how many students are there in your class? Trong lớp của bạn có bao nhiêu học sinh? Miss Hoa đang nói chuyện với học sinh ở trong sân trường, gọi là to her student. Rồi, chúng ta xuống bài 3 la mã nè. Bài 3 la mã nha. Bây giờ chúng ta sẽ có từ classmate, bạn cùng lớp. Bicycle là xe đạp. Unhappy. Unhappy là không có vui. Closet là lớp học. Library là thư viện này. Classroom là phòng học này. Happy là vui vẻ này. Floor là tầng này. Sàn này. Friend bạn bè này. Parent là bố mẹ này. Chào Nga, rất vui được gặp lại bạn. Đây là bạn cùng lớp mới của chúng ta. Ở đây sẽ là bạn cùng lớp. Bạn cùng lớp sẽ là classmate. Rồi, câu tiếp theo, Lan là học sinh mới và cô ấy không có nhiều nhiều bạn bè. Ở đây sẽ là friend có sở. Hoa thì không vui bởi Hoa thì như thế nào? Bởi vì cô ta có rất nhiều bạn mới. Hoa ở đây phải là vui vẻ, hạnh phúc. Rồi, trường của chúng ta rất to, nó có 25 giấy 25 phòng học classroom. Rồi, trường của bạn Does your school gì có nhiều sách không? Ở đây phải là thư viện, liên quan tới sách sẽ là thư viện library. Rồi, câu số 6, anh ấy sống với ai ở đường Hùng Vương? Ở đây chỉ có ba mẹ thôi. Tại sao bạn buồn? Bởi vì mình nhớ bố mẹ của mình. Ở đây sẽ là unhappy. Unhappy là buồn. Rồi, do you often go to school? Bạn có bao giờ đi tới trường, bạn có thường đi tới trường bằng xe đạp không? Ở đây sẽ là bicycle. Rồi, câu tiếp theo. What time do your gì? Lớp học của bạn bắt đầu lúc mấy giờ? Lúc 7 giờ. Ở đây chúng ta phải xài cái từ nào? Classes. Tiết học, lớp học. Classes. Rồi, where is your classroom? Lớp học của bạn ở đâu? Phòng học của bạn ở đâu? It's on the third floor. Nó ở trên tầng 3. Rồi, chúng ta xuống phần ngữ pháp nào.
Cô ấy không có nhiều bạn ở trường. Bây giờ bạn bè là danh từ đếm được ở số nhiều. Chúng ta có thể xài xài many thôi. Mất là xài danh từ không đếm được. What do you often? Bạn làm gì trong thời gian rảnh? Ở đây sẽ là do. Often do là làm cái gì? Cô gái mà đang nói chuyện với cô Lin là ai? Vậy là who is the one talking to Miss Lin? Ở đây là thì hiện tại tiếp diễn, cho nên chúng ta phải xài talking. There are có nhiều học sinh mới trong lớp của tôi. Bây giờ mất là cộng với danh từ không đếm được. Chúng ta không có xài cái này ở đây. Chúng ta có thể xài a lot of. Câu số 5, chú của tôi đang làm việc ở trong vườn bây giờ. Bây giờ now là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn này. Amia cộng động từ thêm in. Vậy ở đây chúng ta phải xài là is working. Rồi, câu số 6, I'm very gì đó, cảm ơn, how are you? Tức là tôi rất là khỏe, I'm very well, thank you, how are you? Rồi, how far is it? How far is it? Okay. Less, đằng sau less có một động từ nguyên mẫu là rủ dê ai đi đâu, đề nghị ai làm gì. Bây giờ sẽ là let's go to the movie. My teacher bây giờ lại liên quan tới vị trí của trạng từ. Trạng từ nha, trong câu có to be thì trạng từ đứng sau to be, trong câu không có to be mà chỉ có động từ thường thì trạng từ đứng sau động từ thường. Vậy thì ở đây có câu A hoặc là câu A hoặc câu B. Nhưng mà giáo viên là chủ ngữ số nhiều nè, có chữ sờ là những giáo viên, nên ở đây sẽ là động từ nguyên mẫu và ở đây sẽ là often go. Rồi tạm biệt, gặp bạn sau nhé, ở đây sẽ là see you later. Rồi chúng ta điền a lot of, many, much và chỗ trống này. Bây giờ các bạn lưu ý những cái danh từ không đếm được thì chúng ta nhớ xài much, và a lot of thì kia cái nào cũng được hết. Many thì cộng với danh từ đếm được ở số nhiều. Bây giờ nó trị giá như thế nào? Nó trị giá rất là nhiều tiền, tốn rất là nhiều tiền để mua được ngôi nhà này. Bây giờ các bạn có thể xài cái nào cũng xài a lot được hết, a lot of. Cái nào cũng xài được hết, và ở trong đây các bạn phải xài must vì Vân đi không đếm được. Rồi, mil không đếm được, các bạn có thể xài a lot of hoặc là much. Rồi, có không có nhiều tòa nhà ở trong thành phố này, tòa nhà cũ. Bây giờ đây là danh từ đếm được ở dạng số nhiều. Chúng ta có thể xài a lot of hoặc là many. Câu tiếp theo, book là đếm được, danh từ số nhiều đếm được, chúng ta có thể xài a lot of hoặc many. Câu số 5, nhanh lên, chúng ta không có nhiều thời gian, ở đây có thể xài a lot of hoặc là mượn vì thời gian không đếm được. Ở đây dầu, dầu trong chai, dầu là không đếm được, chúng ta có thể xài a lot of hoặc là mượn. Rồi người là đếm được, chúng ta sẽ xài a lot of hoặc là many. Rồi trà là không đếm được, chúng ta có thể xài a lot of hoặc là much. Bạn bè là đếm được số nhiều, cho nên chúng ta có thể xài a lot of hoặc many. Rồi how, how gì, ngôn ngữ, ở đây sẽ là how many foreign languages can your brother speak. Rồi ok, xuống bài dưới nào. Chia động từ trong ngoặc. Bây giờ các bạn lưu ý đến các chương trình lớp 7, các bạn sẽ phân biệt hai thì, đó là thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Hiện tại đơn diễn tả một hành động xảy ra hàng ngày, một thói quen, một chân lý, một sự thật hiển nhiên. Chủ ngữ số nhiều động từ giữ nguyên, chủ ngữ số ít động từ thêm s hoặc es. Còn thì hiện tại tiếp diễn giống như là câu 4 đây này, hoặc là câu 3 đây này, có now, có chấm than như thế này, hoặc là at the moment như thế này. Sẽ chia hiện tại tiếp diễn tả một hành động đang xảy ra ngay lúc này, ngay bây giờ. Thì chủ ngữ cộng với amia cộng động từ thêm in nhá. Rồi chúng ta cùng làm. Cô Hoa thỉnh thoảng đi làm bằng xe hơi. Bây giờ cô thỉnh thoảng là dấu hiệu của thì hiện tại đơn. Cô Hoa là chủ ngữ, cô Khoa là chủ ngữ số ít, cho nên từ go này thêm s. Câu số 2, Hoa không có vui bởi vì cô ta nhớ bố mẹ rất nhiều. Cô ta nhớ bố mẹ ở Hà Nội. Cho nên ở đây các bạn sẽ chia là miss thêm s vào hiện tại đơn nhá. Chủ ngữ số ít. Listen chấm than là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, cho nên ở đây chúng ta sẽ chia amia cộng động từ thêm in, mà someone sẽ là chủ ngữ số ít. Someone knocking. Ok, someone knocking. Rồi câu số 4, Huy thì ở với gì ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ á? Cái từ now là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, cho nên ở đây sẽ chia is staying. Câu số 5, anh ta sẽ làm gì vào thứ hai tới? Đây sẽ là thì tương lai, diễn tả một hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Chủ ngữ cộng will cộng động từ nguyên mẫu. Ở đây sẽ là what will he do? What will he do chấm 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 on next Monday. Rồi at the moment là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn, cho nên chúng ta phải chia amia cộng động từ thêm in. Câu này các bạn sẽ chia đó là what are your children, bởi vì children là chủ ngữ số nhiều đó. Doing, doing chấm 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 at the moment chấm hỏi, đó là câu nghi vấn, cho nên là a đứng sau what. Nam không có nhiều bạn bè ở trường mới, đây là nó về sự thật hiển nhiên, cho nên chúng ta sẽ chia thì hiện tại đơn mà có not, tức là câu phủ định. Câu phủ định của hiện tại đơn thì các bạn vẫn trợ động từ don't hoặc doesn't nhé. Nam
Đây sẽ là dozen bởi vì chúng có số ít. Have nguyên mẫu chấm 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 many friends in his new school. Câu số 8 nè. Câu số 8 là gì? Chị gái tôi nấu ăn, bây giờ đang nấu ăn ở trong bếp. Bây giờ các bạn sẽ chia, đây là hiện tại tiếp diễn. Chị gái là chủ có số ít, chúng ta sẽ là e cooking. Rồi cô ấy sống ở đâu? Nó phải sự thật hiển nhiên ha. Where whether she live. Rồi cô ấy sống ở anh ấy sống ở Huế. Bây giờ ở đây sẽ lục lịch thêm sờ vào. Rồi, thỉnh thoảng là dấu hiệu của hiện tại đơn, nhưng mà động từ to be thì các bạn chỉ việc chia là theo ngôi thôi. Đây đi với A. Rồi xuống bài dưới là cho dạng đúng của tính từ trong ngoặc, các bạn liên quan đến so sánh hơn đây. Xe đạp của tôi thì rẻ hơn xe đạp của anh trai tôi. Bây giờ cheap, các bạn đọc lên có một âm, đó là tính từ ngắn, các bạn thêm r vào. Big cũng là tính từ ngắn, đọc lên có một âm âm thôi thì các bạn thêm r vào, nhớ gấp đôi chữ g bởi vì nó có nguyên âm kẹp giữa hai phụ âm. Câu tiếp theo, good thì đó là tính từ đặc biệt, các bạn nhớ chuyển thành better than. Rồi long cũng là tính từ ngắn, các bạn thêm r vào. Easy, mặc dù hai âm tiết nhưng nó tận cùng là y dài, các bạn biến thành y ngắn thêm r vào. Nó cũng là tính từ ngắn. Old thì chuyển thành older. Heavy hai âm tiết nhưng mà kết thúc là y dài, cũng là tính từ ngắn luôn. Heavier y dài biến thành y ngắn, thêm r. Strong một âm tiết, các bạn thêm r. Tone cũng là một âm tiết, các bạn thêm r. Nice chuyển r vào nice. Rồi xuống phần C này, chọn đáp án thích hợp nhất để điền vào chỗ trống để hoàn thành câu. Chào buổi sáng Linh, chào buổi sáng Hoa, bạn có khỏe không? Ở đây sẽ là how are you, ở đây sẽ là I'm very well. Who's that? Ai kia? Đó là Mai. Không, cô gái mà bên cạnh thầy cô, đứng bên cạnh giáo viên của tôi ấy. Tên cô ấy là Thu. Her name is Thu, senior student. Which class is she in? Cô ấy học lớp nào thế? Cô ấy học lớp của chúng ta, lớp 7, 7A. Rồi, where is she from? Cô ấy đến từ đâu? She from Đà Nẵng. Where does she live? Cô ấy sống ở đâu? She live on Hùng Vương Street with her aunt. Rồi, where do her parents live? Bố mẹ của bạn ấy sống ở đâu? Bố mẹ của bạn ấy sống ở đâu? Họ sống ở Đà Nẵng nè. Cô ấy không vui. How old is she? Cô ấy mấy tuổi? Cô ấy 13 tuổi. Ok, chúng ta đã làm xong bài này. Rồi, xuống bài dưới này. Có một bạn hỏi làm bài này. Bây giờ hướng dẫn làm nha. Rồi, hướng dẫn làm này. Where is he from? Thì dễ rồi. Where is he from? Các bạn sẽ nối với he from Hà Nội này. Vì bạn anh ấy đến từ đâu? Anh ấy đến từ Hà Nội. How are you today? Là bạn có khỏe không? Hôm nay bạn có khỏe không? Thì chúng ta sẽ nối với câu nào? Chắc chắn là các bạn phải nối với vẫn khỏe. Just fine. What time is it? Là hỏi mấy giờ rồi? Các bạn nhớ trả lời là it's half past five. Tức là 5 giờ. 5 giờ 30 rồi đấy. Rồi, 5:30. How much is this pen? Cái giá bút này giá bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ tìm chỗ nào nói về giá tiền. Đó là 25.000 đồng đây này. Rồi, câu tiếp theo. Which class are you in? Là bạn học lớp nào? Tôi học lớp 7C nè. Rồi, bạn đi làm bằng xe gì? Chắc chắn là xe bus rồi. Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Bây giờ chủ ngữ là anh ấy. Chúng ta tìm chỗ nào có anh ấy. Đó là câu D đây. Anh ấy đang ở trong phòng. Cô ấy đang làm cái gì? Đang nói về cô ấy. Chúng ta tìm chỗ nào có cô ấy này. Cô ấy đang chơi tennis nè. Có bao nhiêu cái mũ mà bạn có? Bạn có bao nhiêu cái mũ? Bây giờ nói về số lượng, chúng ta tìm câu A thôi. Ok. Rồi chẳng chịt quá. How far is it from your house to school? Nói về bao xa, chắc chắn là câu F rồi. Đó. Ok. Nhìn rối như mới bong bong luôn. Rồi xuống bài này là chọn vô này, điền vô này. Xin chào, mình là Alan Hansen. Chào Betty Mendes. Mendes, bạn là chị gái của Châu hả? Không. Không, mình là, tôi là cái gì? Em họ, đây là họ thôi. Cousin, bởi vì bố và bố mình và bố của cô ấy là anh em. Ở đây sẽ là cousin, anh em họ. Ở đây là hai ông bố, sẽ chắc chắn là brother rồi. Brothers. Rồi, wow, thật là gì, rất là vui để gặp bạn. Ở đây sẽ là, it's nice to meet you. Welcome to Los Angeles. Thank you. Are you in Emily family? Bạn đang ở gia đình, đang, bạn đang ở trong gia đình nhà family phải không? Ồ, Châu và tôi đang là đồng nghiệp. Chúng tôi đang ở trong cùng một gì? Cơ quan. Same. Office. Rồi. Ồ, tôi thấy rồi. Ồ, thật là tốt là được gặp bạn. Are you gì? Are you from Cali? Bạn đến từ Cali ạ? Nó không, thực sự thì tôi đến từ Đan Mạch. Đây sẽ là một cái đất nước nào đó, một cái địa chỉ, một cái nơi nào đó. Thật hả? Tiếng Anh của bạn giỏi quá. Ở đây sẽ là your English is very good. Right, well, my wife is American. I speak English.
Tôi nói tiếng Anh, tức là vợ tôi là người Mỹ, tôi nói tiếng Anh như thế nào đó. Ở nhà, at home. Ở nhà thì tôi nói tiếng Anh, at home. At home. Ồ, tôi thấy rồi, vợ bạn ở đằng kia phải không? Over there. Bị gì vậy? Over there. Tiếp theo, không, vợ tôi không ở đây, đó là con gái tôi. Daughter. Ồ, con gái hả? Thật hả? Ừ, rồi, hết bài. Đây này. This is my new, ở đây chắc chắn là new classmate rồi. Classmate. Tên cô ấy là Thủy, tên gì là Phạm, tên họ ở đây sẽ là, tên họ sẽ là Family. Phạm và middle name là Thị. Chúng tôi học cùng lớp 7B. Cô ấy đến từ Huế, ở đây sẽ xài from. From Huế. Bố mẹ cô ấy vẫn còn sống ở đó. Ở đây chúng ta sẽ xài still. Vẫn còn sống ở đó. Rồi, nhưng mà Lan thì đang sống với gì ở thành phố Hồ Chí Minh? Ở đây sẽ là hiện tại tiếp diễn. Chúng ta sẽ chia là e-living. Nào, e-living. Chọn câu D đó. Dì của cô ấy là một y tá ở trong một bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Nó cách nhà khoảng 3 5 cây số từ nhà của dì cho tới trường. Mỗi ngày thì Thủy đi tới trường. Thủy đi tới trường bằng đi bằng chân á. Thế là on foot. On foot. Thủy ăn sáng ở nhà, bây giờ ăn sáng sẽ là has. Với gì Thủy rất là vui ở đây bởi vì cô ấy có nhiều người bạn mới ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều ở đây các bạn sẽ xài câu câu gì? A lot không được, a little không được, much không được, và ở đây có xài some thôi, câu cho chính xài some. Rồi, vào ngày cuối tuần thì cô ấy thường đi sở thú với những người bạn mới. Cô ấy thỉnh thoảng không vui bởi vì cô ấy nhớ mẹ, bố mẹ. Ở đây sẽ là because. Rồi, chúng ta xuống bài dưới nha. Mai là học sinh mới của lớp 7A, cô ấy đến từ Đà Nẵng. Và bố mẹ cô ấy vẫn còn sống ở đó. Bây giờ thì cô ấy đang ở với anh trai ở thành phố Hồ Chí Minh. Trường mới cô ấy ở thành phố Hồ Chí Minh thì rất là khác với trường cũ. Trường mới thì to hơn trường cũ. Nó ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Nó có 5 tầng và phòng học của Mai ở tầng thứ 5. Trường học mới có rất nhiều học sinh. Trường cũ có rất là nhỏ, nó rất nhỏ và không có nhiều học sinh. Mỗi ngày cô ấy đi học bằng xe đạp, Mai không có vui bởi vì cô ấy không có nhiều bạn bè ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô ấy còn nhớ bố mẹ và những người bạn cũ ở Đà Nẵng. Bây giờ chúng ta cùng trả lời sang câu hỏi này. Mai đến từ đâu? Mai đến từ Đà Nẵng. Rồi, bây giờ cô ấy đang sống ở đâu? Bây giờ cô ấy đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ ghi là she is living in Hồ Chí Minh City now. Rồi, cô ấy đang sống với ai? Sống với anh trai của cô ấy nhá. Vậy là she is staying with her brother. Rồi, trường mới cô ta khác trường cũ như thế nào? Trường mới, her new school thì her new school như thế nào? Her new school thì đâu rồi? Có rất nhiều học sinh nè. Đó. Có rất nhiều học sinh. Đó, trường mới có rất nhiều học sinh. Her new school has many students. Có bao nhiêu tầng? Trường mới có bao nhiêu tầng? It has 5 tầng, 5 floor. Rồi trường phòng học của Mai ở tầng mấy? Chúng ta sẽ ghi it's on the fifth. Nó tầng 5 chúng ta đọc rồi. Floor. Rồi, cô ta đi tới trường mỗi ngày bằng xe gì? Bằng phương tiện gì? Chúng ta vừa đọc rồi, cô ta đi bằng xe đạp. Bicycle hoặc là by bike. Cô ấy có nhiều người bạn mới thành phố Hồ Chí Minh phải không? Đúng rồi. Yes, she does. Rồi, có phải Mai hạnh phúc hay là không hạnh phúc ở thành phố Hồ Chí Minh? She is happy. Tại sao Mai không vui? She because bởi vì cô ấy nhớ bố mẹ. Because she miss her parents and old và những người bạn cũ. In Đà Nẵng. Ok. Rồi, sắp xếp này, bài này quá dài luôn. Ở đây sẽ là how far.
have an easy from the your house to the police station. Chấm hỏi. Câu này á chia gì nhỉ? Trường mới thì to hơn trường cũ. Her new school is bigger than her old school. Old one cho nhanh. Rồi bạn có bạn thích hả? Bạn có thích Would you like thịt bò? Would you like to have a beef fallen? To have a fallen. Cái này là sao? Rồi tiếp theo, cô ấy không vui. She is unhappy because she misses her old friends. Rồi, cô ấy không vui vì cô ấy nhớ bạn cũ. Tiếp theo, anh ta he lives with his uncle and aunt on Quang Trung Street. Rồi, ok. Câu tiếp theo. London is the biggest city in England. Câu tiếp theo. How often does your teacher go to work? Oh, sorry, chỗ này phải là how does your teacher often go to work? Often go to work. Every day. Giáo viên của bạn á thì đi thường đi làm mỗi ngày bằng xe gì đấy? My new class doesn't have many new friends, new students. Trường mới của tôi không có nhiều học sinh mới. Tiếp theo, trường mới của Hoa thì khác với trường cũ Hoa rất nhiều. Hoa new school is different. Ở đây không có y đúng không? Many things in Hoa new school is different from her old one. Trường có nhiều thứ ở trường mới của Hoa rất là khác với trường cũ của cô ấy. Rồi câu này sẽ là gì? Câu này sẽ là how nè. How gì ta? How different hả? How different is your new house
from your old house. Ở đây không có hai mà cái house này chúng ta sẽ bằng one, ok. Tức là ngôi nhà mới thì khác với ngôi nhà cũ như thế nào đó. Rồi đặt câu hỏi những câu trả lời sau. Bố mẹ của họ sống ở Hội An, vậy là sống ở đâu? Chúng ta sẽ viết là whether, where do chứ, số nhiều mà. They, where do they, parent, live. Câu 2, Nam và Huy đang đọc sách, bây giờ đang đọc sách, vậy là đang làm cái gì? Chúng ta sẽ viết là what are Nam and Huy doing at the moment? Chấm hỏi. Rồi anh ấy học lớp 7B, anh ấy học lớp nào? Which class is he in? Lan không vui bởi vì cô ấy nhớ bố mẹ. Tại sao Lan không vui? Why is Lan unhappy? Rồi tôi rất khỏe cảm ơn, vậy là how are you? Bạn có khỏe không? Họ đi học bằng xe đạp, vậy là how the. Đâu rồi? Sao mà dài dữ trời. How do they go to school? Rồi gia đình tôi, tên họ của tôi là Linh, tên họ của bạn là gì? What is your family name? Cách khoảng 4 cây số từ nhà tới cửa hàng sách, vậy là how far is this from your house to the bookstore? Rồi có hai học sinh mới trong lớp của tôi. How many new students are there in your class? Rồi họ sống ở số nhà này, họ địa chỉ của họ là gì, hay là họ sống ở đâu? Where do they live? Xong. Mỗi câu có một câu sai, tìm và sửa lại cho đúng nè. Quá dài luôn. How long is it? Ở đây thì không phải how long được, các bạn phải xài how far. How far is it from your house to school? Rồi tôi học môn Hoa, học môn lịch sử từ thứ hai và đến thứ sáu. Bây giờ câu 2, Hoa là chủ ngữ số ít, chúng ta không xài have ở đây được, mà chúng ta phải xài has này. Câu số 3, trường của tôi thì khác với trường của bạn. Ở đây sẽ là different from nha. Different from. Rồi how far nè, Hoa has nè. Bực mình quá, bị đơn. Rồi tiếp theo, there are some new classmates in my class. Có một vài, ở đây là một vài là số nhiều rồi. Ở đây chúng ta phải xài classmate thêm sờ nha. Rồi, her new school is bigger than. Ở đây là bigger than, chúng ta thể big than được. Bigger so sánh hơn. Rồi, câu tiếp theo, anh ấy uống quá nhiều cà phê mỗi ngày. Bây giờ cà phê là danh từ không đếm được. Chúng ta không xài many ở đây, mà chúng ta xài much. Họ đang đợi tôi, ở đây đợi tôi không thể làm ai được mà me. Where do silly là sai, phải là weather. Những đứa trẻ của họ không chơi, bây giờ đang không chơi game, và chứa trẻ là chủ ngữ số nhiều, không thể xài y dần được mà xài a not an á. Mai thì giỏi môn ngữ văn, giỏi ở đây không xài better mà ở đây sẽ là xài good. Rồi bài số 1 của chúng ta đây là hết rồi, và hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.